Quý anh chị tuổi kỳ tỵ thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý anh chị về tử vi tuổi kỳ tỵ sinh năm 1989 trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 để giúp cho quý anh chị đốn lành, lánh giữ, có được một tháng nhiều may mắn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi và tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh chỉ ra rằng trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, người tuổi Kỷ Tỵ sẽ phải trải qua một tháng hung cát ẩn tàng, vận trình có nhiều biến động, nhưng nếu như bản mệnh cứ nghiêm túc, cố gắng thì tự tay sẽ cải biến được vận mệnh của mình. Với những người tuổi kỷ tỵ hiểu duyên xem được video này nên biết nắm bắt và tận dụng thời cơ để cải thời, đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Xin mời quý anh chị cùng theo dõi lá số tử vị chi tiết của mình ngay sau đây nhé. tổng quan tuổi kỷ tỵ, sinh năm 1989. Người tuổi kỷ tỵ, sinh năm 1989, là tuổi con rắn, thuộc mệnh mộc, đại lâm mộc, nghĩa là cây ở rừng lớn. Kỷ tỵ là người ấm áp, dễ dãi và bột phát. Họ thân thiện và nhân hậu. Kỷ tỵ là con giáp thực tế nhất trong các tuổi tỵ. Họ là những người đáng tin cậy, bền bỉ và có nguyên tắc, có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt. Kỳ tỵ đặc biệt trung thành với bạn bè và được rất nhiều người ủng hộ họ tự tin rằng sự trung thực và đạo đức của mình sẽ được đền đáp thông minh tài năng bảo thủ và tiết kiệm con giáp chăm chỉ và có khả năng làm việc một cách có tổ chức và kỷ luật này sẽ thành công trong các ngành ngân hàng bất động sản bảo hiểm thu nhập của họ thường đủ để thỏa mãn nhu cầu cuộc sống ngoài kinh doanh tuổi kỳ tỵ có thể lựa chọn những ngành nghề liên quan tới tri thức và chính trị như giáo viên tâm lý học nhà báo cũng rất thành công sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho người tuổi kỷ tỵ sinh năm 1988, trong tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Cụ thể hơn thông qua tử vi tại thời điểm này, sẽ giúp cho quý anh chị tuổi kỷ tỵ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với trước đây, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không. Xin mời quý anh chị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp. Theo tử vi tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình sự nghiệp của người tuổi Kỷ Tỵ đang có những dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ. Điểm báo tử vi cho thấy, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Tỵ phất lên nhanh chóng, nhờ có sự phù trợ của Nguyệt Lệnh Lâm Trường Sinh, bản mệnh tìm được cơ hội để thể hiện giá trị bản thân mình, gây ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Với bản tính nhiệt tình, hăng hái giúp đỡ mọi người, bạn nhanh chóng nhận được sự yêu mến của bạn bè, đồng nghiệp, cho dù có vướng phải khó khăn khúc mắc, bạn cũng sẽ được nhiều người sẵn sàng tương trợ, giúp đỡ. Thời điểm này, người tuổi kỷ tỵ có vận khí tương đối tốt, có các tinh trợ mệnh, bạn nên bắt tay vào thực hiện những kế hoạch lớn, đã được lên lịch sẵn từ lâu, không nên trần trừ, do dự, kẻo để lỡ mất thời cơ phù hợp. Tuy nhiên, dù công việc có thuận lợi đến mấy, cũng khó tránh khỏi bất chắc do thiên quan xuất hiện, báo hiệu cho bạn cần phải cẩn thận, trong việc tiếp xúc qua lại với những người có chức, có quyền trong xã hội. Bạn là người đường hoàng, thẳng thắn, luôn bênh vực cho lẽ phải, tuy nhiên có thời điểm bạn cần phải thể hiện quan điểm của mình một cách khéo léo hơn, để không làm mất lòng người khác chẳng ai được lòng tất cả mọi người trong thiên hạ bạn cũng phải đề phòng kẻ tiểu nhân ghen ghét đố kỵ với thành quả mà bạn đã và đang đạt được bản mệnh có thể sẵn sàng giúp đỡ mọi người nhưng phải xác định tinh thần là không phải lúc nào lòng tốt của mình cũng được đền đáp xứng đáng nếu không may có thể sẽ có những kẻ muốn lợi dụng lòng tốt của bạn lợi dụng sự giúp đỡ của bạn để làm những việc xấu xa Tháng 3 âm lịch này, người tuổi Kỷ Tỵ có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân mình và được cấp trên coi trọng, đánh giá rất cao con đường sự nghiệp hanh thông, càng về cuối tháng thì vận trình càng khởi sắc, dễ được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Về mặt tài vận, bước sang tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình tài lộc của người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có nhiều điểm sáng. Có chính tài nhập cục giúp cho con đường tài lộc của người tuổi Kỷ Tỵ như được trải thảm hoa hồng mọi thứ chỉ cần tiến hành tuần tự nắm chắc an toàn cùng với cách sử dụng tiền bạc thông minh thì tiền sẽ đổ về túi bạn và không ngừng đẩy lên bạn càng lạc quan thì vận trình tài lộc của bạn càng khởi sắc với người làm công ăn lương công chức viên chức công nhân nhân viên văn phòng công việc tiến triển thuận lợi với sự chăm chỉ cần cù trong công việc bạn được cấp trên đánh giá rất cao kèm theo đó là thu nhập khá ổn định ngoài tiền lương thì cấp trên cũng sẽ dành cho bạn những mức đãi ngộ những phần thưởng xứng đáng để động viên về tinh thần đây là yếu tố khích lệ bạn tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới, bởi chẳng có sự cố gắng nào là vô ích cả, mọi người đều ghi nhận công lao của bạn, bạn hãy giữ vững phong độ như hiện tại, kiên định với mục tiêu nhé. Người làm kinh doanh, buôn bán, công việc phát triển đều điều, đủ ăn, đủ tiêu, không cần phải quá lo lắng về cơm áo gạo tiền như trước nữa. Trong khoảng thời gian này bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng, hoặc đối tác, có thể ký kết được những hợp đồng lớn, quan trọng, có giá trị, cả hai cùng chung chí hướng, hứa hẹn đem lại doanh thu lớn cho cả đôi bên trong tương lai trong tháng 3 âm lịch này có vận khí khá tốt, các tinh tương trợ, người tuổi kỳ tỵ có thể suy nghĩ đến việc mở rộng quy mô kinh doanh, buôn bán, sản xuất để dần dần thu được những khoản lời lãi lớn hơn. Tuy nhiên, tử vi cũng cho thấy, sự xuất hiện của thiên quan, làm cho bạn cần phải chú ý cách cư xử với mọi người, đặc biệt là với người có vị thế cao hơn mình, đồng thời có thái độ bình tĩnh hơn khi xử lý những vấn đề phát sinh, nếu không bạn rất dễ phải tốn kém để đền bù cho những tổn thất, hoặc lỗi lầm mà mình đi ra. Về mặt tình cảm, Bước sang tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023, tháng có bách Việt chủ đạo hoa xuất hiện, điều này báo hiệu cho người tuổi kỷ tỵ trải qua một tháng tình duyên nở rộ, đào hoa khoe sắc. Đối với người tuổi kỷ tỵ đang còn độc thân, bạn nhiều cơ hội để tiếp xúc với bạn bè khác giới, và bạn hãy tự tin thể hiện bản thân mình, chắc chắn sẽ thu hút được ánh nhìn của những người đối diện, nếu đang có người trong lòng, thì đây cũng là thời điểm để bạn thành thật hơn với cảm xúc của bản thân. Bạn không nên tiếp tục lần nữa chờ đợi thời cơ thích hợp mà nên bày tỏ thẳng thắn với người ấy, rất có thể người ấy cũng đang dành cho bạn một tình cảm tương tự. Những người đã lập gia đình cũng được trải qua một khoảng thời gian khá yên bình, vợ chồng thấu hiểu và đồng lòng, khiến mọi công việc trong nhà đều được giải quyết dễ dàng hơn nhiều. Truyền tình cảm của bạn và người ấy, có thể tranh thủ những thời điểm thích hợp để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tuy nhiên bạn cần phải chú ý giữ khoảng cách với những người tiếp cận mình quá nhiệt tình, đó có thể là đào hoa xấu, chủ động tiếp cận bạn để đạt được một mục đích nào đó, đừng để những phút yếu lòng khiến hạnh phúc gia đình bị lung lay nhé. Về mặt sức khỏe, xem tử vi cho thấy tình hình sức khỏe của người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 3 âm lịch này không có nhiều biến động lớn. Người tuổi Kỷ Tỵ cần chú ý vận động, rèn luyện đều đặn, không nên lao động quá sức, dễ mắc phải các bệnh liên quan đến đau nhức xương khớp, bản mệnh không nên coi thường sức khỏe của mình. Ngoài ra bạn cần xây dựng chế độ ăn uống, rèn luyện hợp lý, đồng thời có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động vui chơi giải trí. Tuy nhiên, trong tháng 3 âm lịch, thời tiết thay đổi, làm cho con người ta dễ mệt mỏi, cơ thể hay ốm vặt, bạn vẫn nên áp dụng các chế độ dưỡng sinh theo mùa, để tăng cường sức khỏe, tránh nóng giận thái quá, mà tổn hao sức khỏe. Đặc biệt sự xuất hiện của thiên cầu là hung tinh, mang tới điểm báo xui xẻo về tai nạn, va chạm bất ngờ, những ai thường xuyên phải di chuyển, đi xa nên cẩn thận. Khi tham gia giao thông cần tuân thủ luật lệ, đã uống rượu bia thì không nên lái xe, tránh gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác và chính bản thân mình. Phong thủy phòng ngủ, giường ngủ cho tuổi kỳ tỵ, sinh năm 1989. Phòng ngủ chính là một không gian có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người, vì ai trong mỗi chúng ta cũng dành một phần ba cuộc đời cho việc ngủ. Và trong quan niệm phong thủy thì đây chính là không gian giúp chăm sóc, hồi phục và nuôi dưỡng cơ thể. Theo đó, thì các chuyên gia phong thủy cũng đã chỉ ra rằng, việc xác định phương vị của giường ngủ có ý nghĩa rất quan trọng đến trường khí, năng lượng trong phòng và tùy thuộc vào niên mệnh của mỗi người, mà ta có thể lựa chọn được phương vị phù hợp nhất. Xác định hướng giường ngủ cho tuổi kỳ tỵ, sinh năm 1989. Theo phong thủy, hướng giường sẽ được áp dụng theo nguyên tắc tọa hướng đầu đội sơn, chân đạp thủy, nên sẽ được tính theo hướng chân giường để giúp mang đến nhiều may mắn và tài lộc và trong xác định hướng giường ngủ cho tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989, thì ta có thể dựa trên bát trạch khỏe mệnh và ngũ hành, bản mệnh, để có thể lựa chọn phương vị giường phù hợp để mang đến nhiều vượng khí. Theo quan niệm phong thủy, thì hướng giường ngủ cần phải nhìn về hướng tốt để giúp thu hút nhiều vượng khí và nguồn năng lượng tích cực để mang đến cho gia đình sự bình yên, khỏe mạnh và may mắn, tài lộc. Theo đó thì hướng giường ngủ cho tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989, có thể chọn các hướng giường ngủ là, hướng Đông Bắc sinh khí, hướng chính Tây thiên y, hướng Tây Bắc diên niên, và hướng Tây Nam phục vị là phù hợp nhất. Hướng giường ngủ tuổi kỷ tỵ Nam Mạng Tây Bắc diên niên, diên niên là hướng mọi sự ổn định, vẹn toàn. Nam giới tuổi kỷ tỵ nếu kê giường theo hướng Tây Bắc thì sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Hướng giường ngủ tuổi kỷ tỵ Tây Bắc sẽ mang đến tài phú cho con cái sau này gia đình hòa thuận êm ấm hạnh phúc bình an hướng đông bắc sinh khí sinh khí là hướng có được phúc lộc vẹn toàn dù là kiểu giường gì thì kê hướng giường ngủ tuổi kỳ tỵ theo hướng đông bắc cũng sẽ mang lại nhiều điều tốt lành và an vui cho gia chủ nhờ đó cuộc sống sẽ trở nên giàu sang phú quý phát tài phát lộc hướng tây thiên y thiên y hay hướng tây là hướng được trời che chở kê giường ngủ theo hướng tây sẽ giúp nam kỳ tỵ nhận được nhiều phúc phần từ trên cao cuộc sống an vui hạnh phúc con cái thông minh, hòa thuận, đạt được nhiều thành công. Hướng tây nam phục vị, phục vị hay tây nam là hướng nhận được nhiều sự giúp đỡ, có quý nhân che chở. Nam tuổi kỳ tỵ sẽ tránh được những điểm xấu, chuyện xui rủi hay hậu hỏa. Được nhiều người trợ giúp. Hướng giường ngủ hợp phong thủy cho nữ mạng kỳ tỵ. Hướng đông diên niên hay mọi sự ổn định, diên niên nghĩa là mọi sự đều ổn định. Do đó, gia chủ nữ khi kê hướng giường ngủ tuổi kỳ tỵ theo hướng đông là một trong những hướng vô cùng tốt đối với gia chủ gia đình sẽ gắn kết và vẹn toàn hơn, đường con cái tốt đẹp, hòa thuận. Hướng Đông Bắc sinh khí hay phúc lộc vẹn toàn, sinh khí hay hướng Đông Bắc là hướng phúc lộc vẹn toàn. Bố trí giường ngủ theo hướng này sẽ giúp gia chủ gặp được nhiều may mắn trong công việc, cuộc sống phú quý giàu sang. Hướng Tây Nam phục vị hay được sự giúp đỡ, Tây Nam là hướng giường ngủ tuổi kỷ tỵ may mắn mắn giúp nữ kỷ tỵ nhận được nhiều sự giúp đỡ. Kê giường theo hướng Đông Nam sẽ giúp gia chủ tránh được những tai ương, họa xấu. Ngoài ra, đường đi luôn thuận lợi vì có quý nhân giúp đỡ. Hướng Tây Thiên Y hay gặp thiên thời được che chở, nữ tuổi kỳ tỵ bố trí giường theo hướng Tây sẽ được thiên thời che chở. Gia chủ có cuộc sống giàu sang, nhận được nhiều tài lộc, đường con cái thuận lợi, con cháu đều thông minh hiếu thảo. Vâng, quý anh chị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi kỳ tỵ sinh năm 1989. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng, quý anh chị tuổi kỳ tỵ sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới, và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Minh Đường Tử Vi, mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo